Thưa quý vị, trong hoạt động thu hút đầu tư, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ được Đà Nẵng xác định là giải pháp quan trọng. Bởi đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền sở tại mà còn là cách tốt nhất, tin cậy nhất để quảng bá môi trường đầu tư của thành phố thông qua sự hài lòng của những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của tập đoàn UAC Hoa Kỳ, gọi tắt là dự án UAC, được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại tọa đàm mùa xuân 2019. Chưa đầy một tháng sau khi cấp phép, dự án đã được khởi công xây dựng và chỉ trong vòng một năm, dự án đã đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án FDI có tiến độ triển khai nhanh nhất tại Đà Nẵng. Chúng tôi đánh giá cao về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng nên quyết định đầu tư vào đây. Hiện chúng tôi đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 dự án và đang triển khai hoạt động sản xuất theo đúng chất lượng, tiến độ cam kết. UAC có được những thành công như hiện tại là nhờ vào sự quan tâm hỗ trợ liên tục và chuyên nghiệp từ phía thành phố, các sở ban ngành Đà Nẵng. Cùng với sự đổi mới, thay đổi phương thức vận động đầu tư theo hướng tiếp cận nhà đầu tư mục tiêu trong nước, nước ngoài để cung cấp thông tin, mời gọi đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được Đà Nẵng đặc biệt chú trọng. Theo đó, Đà Nẵng tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép triển khai thực hiện nhanh chóng và thuận lợi, giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư một cách kịp thời, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các thông tin về quy hoạch dự án, chính sách thu hút nhà đầu tư vào thành phố. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các sở ngành chức năng cũng thường xuyên gặp mặt, đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thì từ khi mà STEC tiến hành khởi công dự án và đi vào hoạt động thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ từ phía ban quản lý các khu công nghiệp và khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Thì cụ thể chúng tôi được các cái hướng dẫn để thực hiện các cái nghĩa vụ của một doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, cũng như là tạo điều kiện kết nối cung cầu để chúng tôi có thể biết gặp gỡ và làm quen với các doanh nghiệp bạn trong khu công nghệ cao cũng như các khu công nghiệp để qua đó mà tăng cường khả năng giao thương hợp tác kinh doanh. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Đà Nẵng là chính quyền cầu thị và năng động, là một trong các tỉnh thành có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất Việt Nam. Thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách thu hút nhà đầu tư như đề án một cửa liên thông trong công tác chuẩn bị cấp phép và quản lý dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, chính sách hỗ trợ công nghiệp phần mềm, công nghiệp hỗ trợ, vân vân. Với những chính sách thông thoáng đổi mới trong xúc tiến đầu tư tại chỗ, Đà Nẵng sẽ có thêm bước tiến mới trong công tác thu hút đầu tư. Hiện Đà Nẵng có 104 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 150.000 tỷ đồng và 881 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển thành phố và chính những nhà đầu tư, doanh nhân làm ăn thuận lợi tại Đà Nẵng sẽ trở thành cầu nối giới thiệu cho nhiều doanh nghiệp khác đến Đà Nẵng để chọn làm nơi đất lành chim đậu.